Thì test máy đầu tiên là xem về hình thức. Hình thức cây máy này nó không có xước sát cấn móp gì cả, thì hình thức này được gọi là đẹp keng. Tiếp theo tất cả các cái đường cắt ở trên thân máy nó bằng căng, không hề có hiện tượng bị bo múp. Thì đây là vỏ zin. Đây các bạn có thể nhìn loa mic này, nó đánh vát CC đồng đều. Đây được gọi là một cây máy là vỏ zin hình thức đẹp keng. Rồi tiếp theo là đến màn hình, nhìn nghiêng lau sạch, không có hiện tượng bị tì cam xước kính. Thì đây được gọi là một cây máy vỏ zin đẹp keng, kính đẹp. Tiếp theo nữa là test tất cả các cái chức năng mà cây máy có. Các bạn phải nhớ nhé, máy nó có chức năng nào, test hết tất cả các chức năng đấy. Camera này, vân tay, Face ID này, gạt rung, tăng giảm âm lượng sạc, rồi loa trong loa ngoài, nghĩa là có cái gì test cái đấy. Test xong xuôi thì mới đến cái bước đấy là mở ra kiểm tra bên trong để xem cây máy nó có phải là hàng zin nguyên bản hay không. Cái bước đấy là bước cuối cùng nhá. Thì đây, bây giờ mình mở ra cho các bạn xem nhá. Ốc thì nó chưa có hiện tượng bị xước sát gì, thì cây này đấy, theo mình nghĩ nó là một cây máy zin nguyên bản, chưa qua mở lần nào, có nghĩa là áp zin nó vẫn còn nguyên. Bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn xem bên trong thực tế cây máy nó như thế nào nhá. Nhiều người bảo mở ra thì nó bị xước ốc, nhưng nếu mà dùng thuốc mới mở đấy thì mở ra các bạn nhìn cái ốc mở ra nó rất khó để có thể nhận biết được cái ốc đấy đã bị mở. Còn nếu mà dùng cái ốc mới nắp vào đấy thì gần như các bạn sẽ không thể nào biết được cái ốc đấy đã bị mở ra. Bây giờ mình sẽ mở hẳn cái máy này ra, đoạn này mình tua cho nó nhanh đi một chút nhé. Thì đây là công đoạn cuối cùng, cũng là công đoạn quan trọng nhất, đấy là mở ra kiểm tra. Đầu tiên là quỳ tim trắng, thứ hai là nhìn đến doang áp. Đây là doang áp zin nhé. Doang áp zin thì các bạn sẽ nhìn thấy này, cứ dưới mất thì trên có, mà doang nó rất là dai, nó kéo rất là dài. Đây các bạn có thể nhìn. Và bây giờ chỉ cần đóng lại để ý kỹ một chút, đóng khéo một chút là lại có áp như bình thường nhé. Và nó bo rất đều, nó bám rất sát vào phần thân viền của máy. Có nghĩa là cây máy này, đây là lần đầu tiên được mở. Tiếp theo là đến màn hình. Màn này là màn zin nhé. Doang bảo vệ Face ID mới cam trước, nó được ép nhiệt rất sát vào phần kính màn. Siêu phản quang, phẳng phiu ngay ngắn, cáp cổ màn ép sát vào phần màn. Có nghĩa đây là màn zin. Tiếp theo là pin. Pin zin, siêu pin zin này, các bạn thì nhìn này, đồng màu này, phây này, phây chuẩn này, chưa bị tháo ra này. Tất cả các cái con ốc ở trên camera này, trên lồng này, nó ngay ngắn, nó chưa hề có hiện tượng bị xước mẻ nhá. Đây các bạn nhìn này, siêu lồng này, phẳng phiu ngay ngắn, cực đẹp luôn nhá. Tổng hợp lại thì kết luận đây là một chiếc máy hàng zin nguyên bản nhá. Máy đẹp keng zin nguyên bản và được mở ra lần đầu, có nghĩa là cái doang áp này cũng là doang áp zin. Và bây giờ đấy, đóng lại chỉ cần cẩn thận một chút thôi. Test áp, bút vào hai cái phần con ốc này, các bạn sẽ thấy lõm màn hình xuống, tại vì cái dòng này đấy nó là màn LCD. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Khi mình mút ấy là màn hình nó hơi lõm xuống một chút. Tại vì diện tích ở hai con ốc nó rất là nhỏ, còn nếu mà mút ở trên cái phần khay sim ấy, mút là nó còn lõm sát cái màn hình xuống và nó còn dính như môi mình vào cái phần khay sim nữa cơ. Thì đây được gọi là một chiếc máy hàng zin nguyên bản đẹp keng và là một con máy lần đầu tiên được mở ra. Cây máy như thế này làm cây máy ngon và đạt chất lượng. Thế nhá.